Chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của Hiếu Anh Cuộc Sống Nhật nha. Hôm nay thì mình sẽ quay cho bạn xem một cái video về cái thành phố Aomori của mình. Mình thì vừa từ công ty đi làm về và hôm nay thì mình quyết định là sẽ làm một cái video là quay về cái thành phố Aomori mình đang sống. Thì bây giờ mình đang trên đường đi lên trên thành phố. Nó chỉ cách cái công ty cũng như cái chỗ ở của mình là khoảng tầm 10 đến 15 phút đi xe đạp thôi. Nên là các bạn hãy nhớ đón xem video của mình nha. Nãy thì mình đi từ dưới lên trên kia, cái công ty mình ở tít dưới kia cơ. Bây giờ thì mình sẽ đi qua cái đường hầm này để lên được cái thành phố. Thì lúc đầu thì mình sẽ phải đi qua cái đường hầm này. Rồi, dắt bộ các bạn ạ. Bây giờ thì mình đang ở trong cái hầm các bạn. Ra ngoài điện cũng khá là sáng. Và bây giờ thì trời cũng đã sáng rồi. Đi qua cái đường hầm này thì sẽ đến đoạn đầu của thành phố. Thế này mình lại phải rong lên các bạn ạ. Đi lên trên này nó sẽ là cái thành phố của mình rồi các bạn ạ. Đi lên trên này các bạn sẽ thấy mật độ các phương tiện thì ngày càng đông hơn. Hôm nay trời khá là mát mẻ các bạn ạ. Và mình đang mặc một chiếc áo phông. Đây là đoạn bắt đầu của thành phố. Nên là đã có khá là xuất hiện nhiều nhà cao tầng. Mình sẽ cố gắng quay cho bạn thật nhiều những cái tòa nhà cũng như những cái cảnh đẹp nhất của thành phố mình đang ở. Giờ đang là sáng sớm nên là có một số người đang đi bộ, cũng như là trẻ con thì đang đi học. Các bạn thấy không ạ? Nên đoạn này thì vỉa hè rất là rộng luôn. Ở mé tay phải của mình thì còn có một cái hàng cây. Ở đây trồng rất là nhiều táo các bạn ạ. Như các bạn cũng biết đấy, nhắc đến Aomori thì người ta phải nghĩ ngay đến đặc sản đấy là táo. Và những cây ở ven đường này thì cũng có rất nhiều cây người ta trồng là táo. Càng lên trên này thì càng nhiều xuất hiện nhiều tòa nhà cao tầng các bạn. Và càng ngày càng nhiều những cái ngã đường khác nhau.
Như ở đây các bạn lại thấy có một cái tòa nhà rất là lớn này. Tòa nhà khoảng 8 tầng hay 10 tầng gì đấy. Rất to luôn. Đây lại có một tòa nhà rất là cao các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục đi khám phá nha. Càng đi lên trên này thì càng nhiều những cái cửa hàng cũng như là những cái tòa nhà cao tầng xuất hiện ngày càng dày đặc. Đây là một cái quán bar này các bạn. Ở đây có một cái tòa nhà gì đó cũng đang sửa. Trên người ta trang trí rất là đẹp luôn. Buổi sáng vỉa hè khá là vắng các bạn ạ. Tầm này thì người ta vẫn chưa đi làm hoặc đi học nhiều. Ở đây có ghi tên cái thị trấn của mình các bạn ạ. Đây, ở đây người ta ghi chữ tên thị trấn, đó là thị trấn Shinmachi. Vỉa hè rất là rộng luôn. Ở cái khu đằng kia thì nó cũng có rất là nhiều những cái tòa nhà cao tầng và những cái dịch vụ ăn uống hay là mua sắm. Đấy, ở đằng đấy thì nó lại có thêm một cái nhà ga nữa các bạn. Cái ga tàu ấy. Còn bây giờ thì mình đang đi lên trên này để mục đích là để quay cho bạn xem một cái tòa nhà rất là lớn. Tòa nhà 14 tầng có hình tam giác. Mình hay thường gọi cái tòa nhà đấy là biểu tượng của thành phố Aomori. Vỉa hè đi quá đã luôn các bạn ơi. Và ở những cái vỉa hè như này rất là rộng nhưng mà hoàn toàn là không có những cái cửa hàng, không có những cái gánh hàng rong giống như ở bên Việt Nam mình. Vỉa hè rất là thông thoáng. Đi lên trên này, đi sang Nhật thì chỉ bực mình mỗi một cái nên là rất là nhiều đèn đỏ các bạn. Cứ một đoạn là lại phải dừng lại. Thì đoạn này rất là nhiều ngã tư, ngã ba, ngã tư. Tòa nhà cũng rất là cao này. Cái cảnh xe buýt đứng chờ. Xe buýt hơi bực mình các bạn. Mình quay các bạn xem cảnh đằng sau. Chờ đèn đỏ mất phải tầm 2 phút các bạn. Rất lâu. Chúng ta lại tiếp tục đi khám phá thành phố Aomori. Cái tòa nhà mình
muốn giới thiệu các bạn hôm nay thì nó nằm ở cạnh bờ biển, nên là hôm nay thì chúng ta ngoài việc chiêm ngưỡng cảnh thành phố thì các bạn còn được chiêm ngưỡng cảnh biển. Đi qua cái đường bên kia thì chúng ta sẽ đến bờ biển và đến cái tòa nhà mình muốn giới thiệu các bạn. Vừa rồi thì mình với các bạn vừa đi qua cái trạm cảnh sát. Để lại đèn đỏ. Cái tòa nhà hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn thì nó là kia kìa. Các bạn nhìn thấy nó nhô lên không ạ? Nhưng mà ở đây thì nhìn nó không được chính diện mà nhìn nó không rõ. Thế lát nữa mình sẽ quay cho bạn xem sau nha. Bây giờ thì mình đã đến cái khu vực tòa nhà tam giác mà mình muốn giới thiệu các bạn. Ở đây có rất là nhiều cảnh đẹp. Và video mình hơi dài rồi nên là mình sẽ hẹn các bạn trong video tiếp theo. Các bạn nhớ đón xem video tiếp theo của mình để chiêm ngưỡng cảnh tòa nhà tam giác nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Ở đây có một cái tòa nhà nhìn màu khá là lạ luôn các bạn. Ở Nhật thì có những cái tòa nhà có lối kiến trúc cũng như là màu sắc nó rất là khác so với cả bên Việt Nam mình. Ở đây có một tòa nhà màu đỏ nữa. Nó bị khuất ở đằng sau rồi. Buổi sáng thời tiết mát mẻ trong lành nên là đi không biết mệt luôn các bạn. Đây đằng sau mình có cái tòa nhà nhìn màu rất là lạ, mình sẽ dừng lại cho bạn xem một chút. Đó, đoạn này rất là nhiều nhà cao tầng luôn, tập trung. Trên này có một tòa nhà nữa. Ở đây thì có một cái cây cầu. Đó, đằng sau cái cây cầu chính là tòa nhà tam giác mà lát nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.